Phần 11 Trận đánh phối thuộc Vào mùa mưa, chưa được 2 tháng mà đội hình của sư đoàn luôn bị bọn Pol Pot tập kích. Chúng còn tập trung quân, đánh bật quân ta ra khỏi các chốt tiền tiêu. Chúng sử dụng mìn, gai dây đặc trên các lối đi, làm tư tưởng của bộ đội ta xuống cấp rõ rệt. Trước tình hình đó, lệnh của Bộ Tư lệnh Chỉ huy Sư đoàn, tất cả các đơn vị phải nóng ra, chủ động đánh giặc ngay từ khi chúng đặt chân vào nội địa Campuchia và phải giành lại tất cả các chốt đã mất. Mưa tháng 6, gần như ngày nào cũng mưa, vậy mà bọn Pot cũng dầm mưa vào tập kích chúng tôi. Mấy thằng này nó điên thật, mưa gió thế này, tìm một người đàn bà ưng ý, rồi lập gia đình, sinh vài đứa con cho vui cửa vui nhà, tận hưởng an lạc, những gì mà tạo hóa ban cho con người. Mất chi mà phải đêm hôm, mò mẫm cho mũi mỏng, rắn rết nó cắn, đốt, rồi sinh bệnh, sinh tật sớm lìa bỏ cõi đời. Mỗi lần bọn tốt tập kích là mỗi lần quần áo chúng tôi bị ướt, dính bê bết đất. Chỉ cần nghe tiếng pằng pằng của AK hay cóc oành của M79, bùng binh của B40, B41 là chúng tôi đã lao ra công sự với cây súng trên tay. Ban đêm ngủ, súng để dọc ngay thân người, tay bao giờ cũng đặt ngay ốp súng, có thời gian căng thẳng, chúng tôi phải mang cả bao xe đạn đi ngủ. Một phản xạ được tôi luyện trong chiến trường Khi có địch Từ chỗ ngủ bay ra công sự Chỉ hơn một giây Bây giờ mà bảo diễn lại Chắc không bao giờ diễn đạt như lúc bấy giờ Những ngày tháng 6 tháng 7 Mưa nhiều Có đêm chúng tôi bị địch tập kích 2 đến 3 lần Áo quần ướt sũng Quần áo có hai bộ Phơi mấy ngày không khô Cờ trần thì lạnh Để khắc phục tình trạng này Chúng tôi vào rừng Nhặt những cành cây khô bẻ gãy đem về trộm đống lại đốt lên rồi hong quần áo, thường chúng tôi đốt lửa khi trời chập choạng tối, do củi bị ướt khi mới đốt, khói bay mù mịt, rất lý tưởng để xua đuổi muỗi. Khi lửa cháy lớn vừa hong quần áo lại vừa sưởi ấm thân mình, thật là nhất cử tam tiện. Để ngăn chặn bọn này, lệnh của sư đoàn, trung đoàn 6 cùng hai tiểu đoàn trinh sát đặc công, tiểu đoàn pháo cao xạ được quân khu tăng cường cho sư và một số đơn vị của sư cùng phối hợp phải đánh lấy lại tất cả các chốt bị mất trước đây. Theo sự chỉ đạo của sư đoàn, tiểu đoàn tôi phải chọn ra một đại đội tăng cường cho trung đoàn 6. Tiểu đoàn tôi lúc này, con số thường trực chiến đấu chưa đầy 200, số cán bộ chiến sĩ mất sức, chiến đấu do bị sốt rét trong tiểu đoàn có lúc lên đến 50 đến 60 người. Đại đội tôi chỉ còn không đầy 40 tay súng, có hai cán bộ đại đội phải nhập viện vì sốt rét tiểu đoàn chọn ra một đại đội thiếu, trong đó có tôi. Chỉ huy đại đội do đại đội trưởng đại đội 1 phụ trách khi chấn chỉnh đội hình xong. Ngày hôm sau, xe sư đoàn chở chúng tôi về hướng thị xã Cô Công. Khoảng 10 giờ trưa trong ngày, chúng tôi về đến địa điểm tập kết của hai tiểu đoàn, trinh sát và đặc công. Tại đây, chúng tôi được chia thành các trung đội thiếu, tăng cường cho các đại đội trinh sát đặc công. Nhóm tôi gồm 9 người, được phân công về đại đội 2, tiểu đoàn đặc công. Về tới đại đội Chúng tôi lại được phân công xuống các trung đội Đội hình của trung đội Đại đội đặc công Quân số còn ít hơn đơn vị chúng tôi Trung đội tôi được tăng cường thêm 3 người Mới nâng con số lên 9 người Nghe mấy anh cán bộ đại đội nói với nhau Cả hai tiểu đoàn Trinh sát và đặc công Chưa được 300 quân Số quân ta bị sốt rét và bị thương Do vấp mìn quá nhiều Ngày hôm sau Buổi sáng cơm nước xong Vũ khí quân tư trang đầy đủ đội hình lên đường. Lương thực chúng tôi chỉ đem trong 2 ngày và một ngày dự phòng. Như vậy là trận đánh sẽ đánh nhanh rút gọn. Trong trận này, hai tiểu đoàn, trinh sát đặc công có nhiệm vụ luồn sâu, đánh bọc hậu bất ngờ vào các chốt của chúng. Phía trước là trung đoàn 6 đánh vỗ mặt. Hợp đồng tác chiến, pháo binh sẽ bắn liên tục 5 phút. Khi pháo dừng bắn, tất cả đồng loạt tấn công. Tiểu đoàn đặc công được chia thành nhiều đơn vị nhỏ. Mỗi đơn vị đánh chiếm một vị trí trong chốt khi có lệnh tất cả đồng loạt phản kích được biết trong trận đánh này ta có nhiệm vụ giành lại hai chốt tại hai điểm cao chúng tôi được nằm trong đội hình đại đội lính đặc công phải nói họ hơn lính trinh sát chúng tôi nhiều mặt từ tác phong cách đi đứng đến chấm tọa độ trên bản đồ cắt góc phương vị khi đi cứ như là nằm trong lòng bàn tay họ hai giờ chiều đại đội tôi đến vị trí phân công nơi đây cách thị xã cô công theo hướng Tây Bắc chừng 13 km, toàn là đầm lầy xú vẹt. Chốt cách biên giới Thái Lan khoảng 200 m là một khu đất cao chạy dọc theo biên giới cả 100 m Cây cối mọc um tùm, gần chốt có một con suối nhỏ chảy qua. Nhiệm vụ của đại đội tôi cùng với một đơn vị của Trung đoàn 6 phải lấy lại được chốt này. Các chốt trên các điểm rất quan trọng vì nó án ngữ trên các đường đi và ở các vị trí này có thể quan sát được động tĩnh của đối phương. Bọn địch ở các chốt này rất chủ quan, vì mấy tháng nay chúng luôn o ép, liên tục tập kích ta, bắt ta phải co cụm đội hình lại. Chúng tôi được lệnh dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, chờ buổi tối đội hình di chuyển về vị trí ém quân. Tất cả chúng tôi chỉ ăn gạo sấy, uống nước suối, ở đây rất gần địch, phải thật bí mật, tránh để chúng phát hiện. Nếu chúng phát hiện ra, ta sẽ khó đánh chiếm lại. Vì các điểm cao này, địch bố trí hỏa lực rất mạnh, lại hầm hào kiên cố, việc bí mật bất ngờ đảm bảo đến 80% thắng lợi trong trận đánh. Từ vị trí chúng tôi tập kết đến vị trí ém quân cho trận đánh sáng mai chừng 5 km, đại đội hình không dám đi tiếp vì sợ không may gặp địch sẽ làm hỏng kế hoạch tác chiến của sư đoàn. Một giờ sáng đêm hôm đó, chúng tôi được lệnh xuất kích, cũng đúng lúc đó trời đổ cơn mưa. Mặc dù ai cũng quàng tăng che mưa, nhưng toàn thân đều ướt sũng, mưa kèm theo gió từ biển lên, lạnh đến thấu xương. Những tiếng sấm sét nổ inh tai, chớp từng luồng xanh đỏ, rạch sáng bầu trời đen kịt. Dầm trong mưa mà hành quân, và lúc này chẳng phải ai lo giữ cho súng đạn không được va chạm, cực nhưng ai cũng yên tâm. Chắc chắn là bọn Pốt không phục kích, vì chúng nghĩ rằng mưa lớn thế này thì làm gì có chuyện bộ đội Việt Nam luồn sâu vào đây. Nhờ có ánh sáng của sớm chớp chỉ đường Đường đi cũng gần hơn Và đỡ vất vả hơn Mưa hơn một giờ thì ngưng Và đội hình của chúng tôi Chỉ còn cách vị trí ém quân chừng 1,5 km Khi không còn sớm chớp Hỗ trợ chỉ đường 1,5 km chúng tôi đi mất một giờ rưỡi Trên đường đi Do trơn trượt Tôi bị té nhào mấy lần Nhưng như một phản xạ có điều kiện Khẩu B41 bao giờ cũng dơ lên cao và té ở tư thế nghiêng người để giữ cho các trái đạn trong bao đạn không bị dính bùn đất. Gần 4 giờ sáng, chúng tôi đến vị trí ém quân, khi dừng lại, tất cả đều rét run lập cập, ai cũng cố chịu đựng mà hai hàm răng vẫn cứ va vào nhau, khi luồn sâu, tất cả tâm trí đều hướng về phía địch nên không thấy lạnh. Bây giờ, thần kinh không còn căng thẳng, mới thấy thấm được cái lạnh như cắt da cắt thịt, đã có kinh nghiệm nhiều lần đi hành quân trong mùa mưa, ai cũng thủ một bộ quần áo cho vào bịch ni lông cột cẩn thận tránh bị ướt khi mưa hay khi đi qua các bãi vẹt xú lầy tất cả đều thay quần áo ấm áp đến kỳ lạ lúc này mà được rít một hơi thuốc lá trên cả sự tuyệt vời ở đây ai dám cái mùi khét lẹt của nó khuếch tán ra thì đúng là lại pốt tao ở chỗ này đã là lính đặc công trinh sát anh nào cũng có một cái võng và lúc này nó đổi vị trí từ chỗ làm nơi đặt lưng giờ thành khăn quàng cổ tranh thủ thời gian còn sớm mọi người lấy lương khô ra ăn đang lạnh mà nhấm nháp thanh lương khô rồi làm một ngụm nước thấy cũng có vị đáo để vừa ăn lương khô vừa nhớ lại đoạn đường mới đi qua tôi bỗng chợt liên tưởng tới bài hát sương trắng vùng quê ngoại của một ông nhạc sĩ nào đó trong chế độ cũ có những ca từ rất thực thực đến mức trần trụi Chính vì vậy mà bài hát được nhiều người ưa thích, nhưng đối với lính chiến, khi nghe bài này sẽ làm nhụt nhuệ khí. Sao mà bài hát đúng với hoàn cảnh của cánh lính chiến đến thế? Không biết sau trận đánh này ai còn ai mất, chắc chắn ông viết ca khúc này phải là một người lính, mà phải là người lính ở chiến trường. Khoảng 5 giờ sáng, tất cả chúng tôi đều ở vị trí ém quân theo sự phân công của cán bộ đơn vị đặc công, từ nơi chúng tôi đến chốt địch khoảng 70 đến 80 mét. Theo hiệp đồng, đúng 6 giờ, lúc này trời đã sáng rõ, pháo của ta liên tục bắn vào chốt chúng đang chiếm giữ. Chúng tôi nghe tiếng đạn hú véo véo đến lạnh người, rồi âm âm dội vào trận địa của chúng. Pháo ta bắn không cần hiệu chỉnh, vì hơn 2 tháng trước, đây là chốt của ta, tọa độ đã được định vị từ trước. Lính ta không việc gì phải sợ, quân ta chiến thắng quân mình. Những miếng đạn pháo bay vèo vèo qua đầu chúng tôi. Không sao, vì khi các miếng đạn đi qua chúng tôi, khoảng cách ít ra cũng cách mặt đất chừng 2 mét. Chúng tôi tay nào cao lắm, chỉ trên 1 mét 7, mà chúng tôi đang nằm chờ xung phong, chẳng hề hấn gì. Pháo ta anh tạc trận địa của chúng, khói bụi mù mịt. Khoảng 5 phút sau, vừa dứt tiếng pháo, tiếng hô xung phong của chỉ huy. Cả đơn vị hô xung phong rồi đồng loạt lao lên. Xa xa, Chúng tôi cũng nghe tiếng hô xung phong của lính trung đoàn 6, phía trước nhìn thấy bọn Pốt bỏ chạy thục mạng, không một tiếng súng chống trả. Có lẽ chúng quá bất ngờ và khiếp vía nên tháo chạy. Cho dù chúng có công sự kiên cố, kèm theo hỏa lực mạnh, tôi cũng tranh thủ bắn đại hai trái B41 về phía chúng, chẳng biết có sơ muối gì không, mặc cho bãi vẹt lau sậy cản đường. Không đầy 3 phút sau, chúng tôi cũng như trung đoàn 6 đã lao lên chiếm lĩnh toàn trận địa các hầm của chúng để chắc ăn lính ta đều tung vài trái lựu đạn vào trong đó rút kinh nghiệm đã có nhiều trường hợp lính ta chủ quan và bị chết oan mạng vì chúng cố thủ trong công sự chờ ta đến gần mới nổ súng tổng kết trận đánh ta thu được 3 khẩu 12,7 ly hai khẩu DK75 nhiều súng và đạn B40 B41 các loại tiêu diệt và bắt sống 14 thằng chủ yếu do chúng đạn pháo của ta trận đánh kết thúc bên ta không ai thương vong đơn vị đặc công bàn giao lại chốt cho trung đoàn 6 rồi rút quân về. Sau trận đánh, giành lại chốt dễ dàng lần này, các lần sau rất khó khăn vì bọn Pốt đã phòng thủ sẵn kỹ càng. Ta mặc dù lấy lại được các chốt nhưng tổn thất không nhỏ. Các trận đánh khác, giành lại chốt tôi không tham gia nhưng lính ta bị thương vong chủ yếu do vấp phải bãi mìn phòng thủ của chúng đại đội đặc công quay về cứ và chín thằng tôi đi tăng cường cũng được trả về đơn vị cũ. Trên đường về, chúng tôi gặp rất nhiều dân ca, hỏi ra mới biết chính quyền bạn điều động một lực lượng lên đây giúp lính ta vận chuyển lương thực thực phẩm, đạn dược lên chốt. Dân của bạn cùng ta mở đường, đưa gỗ lên các điểm cao, xây dựng công sự, làm đường biên, bảo vệ ở các nơi sung yếu. Không cho bọn post từ bên kia biên giới vượt vào nội địa chống phá ta và chính quyền của bạn tất cả tuyến biên giới Campuchia Thái Lan ta cùng với chính quyền bạn huy động nhân dân của bạn và cùng bạn từng bước tham gia xây dựng tuyến phòng thủ K5 riêng sư đoàn 4 cùng với quân đội và nhân dân của bạn xây dựng tuyến phòng thủ dọc tỉnh Cô Công Thái Lan dài trên 90 km tôi về lại đơn vị cũ được mấy ngày thì lăn ra sốt uống thuốc không khỏi phải chuyển lên bệnh xá sư đoàn cũng may là lính trực thuộc sư nên bệnh xá ngay bên cạnh Lính của ta từ tuyến dưới chuyển về đây Nằm chật cả bệnh xá Thôi thì đủ kiểu Vấp mìn bị thương Bị thương do đạn nhọn Nhưng nhiều nhất vẫn là sốt rét Những ca sốt rét từ bệnh xá Các trung đoàn phải chuyển về đây Là những ca rất nặng Thường là sốt rét ác tính Nhiều người sốt cao quá Lên cơn mê sảng Giữa đêm nhảy xuống giường Vừa chạy vừa hò hét Ý bác sĩ phải lấy dây chói chân tay lại Để tiêm thuốc, truyền dịch Có đêm hai đến 3 ca bị chết, thường trước khi chết, anh ta lên cơn mê sảng, tay chân co giật liên hồi, rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ thiên thu giữa rừng đại ngàn của xứ sở xa xôi. Tôi nằm nhìn đồng đội ra đi, các y bác sĩ làm thủ tục xong và cho anh ta vào bao ni lông, kéo khóa lại, đưa xuống khu vực nhà xác, chờ có xe đem anh về nước. Tâm trạng tôi không vui, không buồn, một điều làm cho tôi sau này vẫn chăn trở tại sao chứng kiến rất nhiều cái chết của đồng đội ở nhiều trường hợp khác nhau mà cánh lính chúng tôi gần như vô tâm đồng đội chết đó nỗi buồn không lâu lắm và tự hỏi bao giờ đến lượt mình rồi lại vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra vô cảm phải thế không làm sao giữa con người với con người lại dừng dưng được huống chi là những người cùng vào sống ra chết với mình nhưng rồi lại tự ý lại mình mỗi lần có đồng đội hy sinh cứ buồn thương ủy mị dẫn đến chán nản thì làm sao mà chắc tay súng được. Lúc đó, tất cả chúng tôi gần như cùng suy nghĩ, chấp nhận thôi, sẽ đến lượt mình. Đúng là chúng tôi đã chấp nhận ngay cả cái chết. Những ngày tháng ở biên giới nơi đây, lính chúng tôi sang đất Thái rất dễ, chỉ cần qua biên giới khoảng vài km là có trại tị nạn. Ai trốn sang bên này, bên Thái họ sẽ ghi họ tên, quê quán, ngày nhập ngũ, số hiệu quân nhân, rồi cho vào trại tị nạn sau đó họ sẽ xem xét yêu cầu và cho di tản đi các nước tại sao những người lính chúng tôi không vượt biên để tìm sự sống có gì quý hơn mạng sống của mình đó là tình yêu gia đình tình yêu quê hương tình yêu đất nước lòng tự trọng của mỗi con người việt nam mà mỗi người lính chúng tôi dám chấp nhận hy sinh nhưng không khỏi nhiều lúc cũng nao lòng và cũng đã có những kẻ kể cả sĩ quan đã bỏ hàng ngũ quân đội việt nam sang đất Thái đi tìm sự vinh hoa cho bản thân nhưng con số này rất ít. Tôi nằm ở đây phải truyền dịch, tiêm thuốc quinin, hai bên mông muốn chai luôn. Chưa đầy một tuần mới cắt cơn sốt, bác sĩ đã bắt tôi xuất viện nhường chỗ cho người khác, thực sự là tôi thấy trong người còn yếu, xin bác sĩ ở lại điều trị thêm. Mấy ông lắc đầu và kê toa, dược sĩ cho một vốc thuốc về uống tiếp. Thời gian ở đây, tôi không phải trực đêm nội cái khoản trực đêm đã hao tổn bao nhiêu sức khỏe, mỗi đốt mắt phải căng ra, tai phải rỗng lên, một đêm mất ngủ hơn 2 giờ trong ca gác, đêm là vậy, ban ngày thì đi truy quét lội sông, lội suối luồn rừng, hết đỉa lại vắt, bú bám đầy người. Ở bệnh viện, tiêu chuẩn chế độ ăn cao hơn, đêm ngủ khẽ giò... ngày túm tụm đánh cờ tướng hoặc tán gẫu với những thằng đã bớt bệnh, rồi chờ đến bữa ăn, tất tần tật đều có người phục vụ. Vậy thì ai muốn quay về chỗ cực khổ Muốn cũng chẳng được Một buổi sáng tôi lấy giấy xuất viện về lại đại đội Từ bệnh xá sư đoàn Đến nơi ở hơn 1 km Đang lách thách đi Thì gặp mấy thằng cùng đại đội Lên tiểu đoàn bộ nhận lương thực nhu yếu phẩm Nó rủ tôi cùng đi Tôi nhập vào hội Vì đoạn đường lên tiểu đoàn bộ không xa lắm Về nhà cũng chẳng biết làm gì Ngoài năm dài chờ bữa cơm trưa Điệp khúc của những tháng mùa mưa Ban đêm canh gác ban ngày truy quét dù có cẩn thận đến mấy thì lính ta lâu lâu cũng vấp phải mìn của bọn chúng kẻ tới số thì chết người diêm vương chưa gạch sổ thì bị thương nhưng mà cái mạng tôi lớn chưa đến lượt rồi mùa mưa cũng sắp đi qua những cơn mưa ít dần và lượng mưa cũng ít hơn báo hiệu lại một mùa khô nữa đến trên đất bạn đường biên giới campuchia thái lan dài 800 km là nơi đồn trú của quân pol pot yeng sari Tỉnh Cô công, tỉnh Pu sát nằm trong số đó. Mặc dù bị thua trận, bọn chúng chỉ bị tan rã lúc đầu, sau đó chúng nhanh chóng phục hồi và dồn hết về dọc theo biên giới Campuchia Thái Lan. Phía trên thị xã Cô công là huyện Vườn Veng, có dãy núi giáp với biên giới Thái Lan, địa hình rất phức tạp. Lợi dụng địa hình rừng núi che chắn, khó khăn cho quân ta truy quét, bọn Pol Pot tập trung về đây rất đông, đường đi truy quét hiểm trở chỗ nào cũng dày đặc mìn, được sự hậu thuẫn của một số nước về mọi mặt, chúng lại tiếp tục củng cố đội hình tấn công chúng ta. Giữa tháng 11 năm 1980, lệnh của sư đoàn triển khai xuống tất cả các đơn vị trực thuộc, mở chiến dịch truy quét, bán kính truy quét, cách đơn vị đóng quân 25 km trở lên. Trong mùa mưa, chúng tôi đi truy quét, bán kính hoạt động xa nhất chừng 15 km, vì mùa mưa đi lại trong rừng rất khó khăn. Mùa khô này, vị trí truy quét xa hơn, có khi sang cả đất Thái. Do bị ta truy kích, bọn chúng rời hết căn cứ, sang bên kia biên giới, nhưng chúng vẫn tập trung, số lượng có khi lên đến cả tiểu đoàn. Lợi dụng rừng núi quen thuộc, chúng từ các căn cứ ở Thái Lan tràn sang đánh ta rồi lại nhanh chóng rút về cứ. Theo mật báo của quân báo cho biết, hướng Tây Bắc về phía biển Cô Công, giáp danh tỉnh Pusat, có hơn một đại đội Pol đang tập kết tại đây cách sư đoàn bộ 22 đến 24 km theo đường chim bay. Sư đoàn giao tiểu đoàn trinh sát lập phương án tiêu diệt. Ngoài ra, sư đoàn tăng cường thêm cho tiểu đoàn trinh sát một trung đội hỏa lực, một trung đội công binh phòng khi gặp bãi mìn để xử lý. Một bài học được rút ra ở tất cả các mặt trận trên chiến trường ca lúc này là khi đi truy quét phải dùng lực lượng đông và kế hoạch tác chiến phải phối kết hợp đồng bộ. Trước đó do chủ quan, nhiều đơn vị ta khi đi truy quét đã bị bọn Pol Pot đeo bám, chờ cơ hội thuận lợi, chúng chia cắt đội hình ta ra mà đánh trả, làm quân ta tổn thất nặng nề. Một kế hoạch tác chiến được tiểu đoàn xây dựng, xong phân công cho từng đại đội. Vào 7 giờ sáng, một ngày cuối tháng 11 năm 1980, tiểu đoàn để lại một trung đội giữ cứ, tất cả hành quân. Tiểu đoàn trưởng cầm tấm bản đồ cắt hướng, các đại đội vừa đi vừa mở đường, 12 giờ trưa, Tiểu đoàn trưởng cho nghỉ tại chỗ 15 phút ăn cơm. Mỗi người chỉ ăn được vài miếng vì nước uống trong bình tông đã hết từ lâu. Khô miệng, không ai nhai nổi. Mặc dù có nước sông suối, nhưng do bước vào mùa khô, nước biển xâm nhập vào, không thể uống được. Nghỉ xong, đơn vị tiếp tục hành quân. Nắng mùa khô, cộng thêm cái khát. Đói thì chịu đựng dễ, chứ khát thì thật khốn khổ. Tôi lại nhớ lúc ở nhà, được ông nội cho xem tấm sách chuyện Tam Quốc diễn nghĩa lúc quân sĩ quá khát Tào Tháo nói phía trước có rừng mơ nghe xong quân sĩ đều ứa nước miếng mà đi tiếp chúng tôi đi ít km nữa là tới cứ bọn chúng chắc chắn sẽ có nước vì thế ai cũng bước nhanh hơn khi cách cứ của chúng đóng quân 500 m tiểu đoàn cho triển khai đội hình chiến đấu ba đại đội đi ba hướng cùng tiến vào trung đội công binh và hỏa lực được chia đều cho ba đại đội hai giờ kém các đại đội cách khu nhà chúng ở chừng 100 mét Thì bị bọn địch gác phát hiện Chúng bắn một loạt AK Rồi vừa hô lên run run Vừa bỏ chạy Tất cả đồng loạt tấn công Bọn địch bị đánh bất ngờ Chúng vừa bắn trả vừa chạy dọc theo bờ biển Rút vào rừng Trước khi tấn công vào khu nhà Ta đã bố trí một khẩu 12,7 ly Hai khẩu trung liên RPD Một khẩu đại liên Gorino Hỏa lực B40, B41 Đón chúng chạy qua với cự ly bắn gần, bọn chúng để lại trên xe 20 xác chết do lính ta quá khát nước, hơn nữa toàn là rừng, việc truy kích chúng không xa. Địa thế nơi đây rất hiểm trở, phía sau khu nhà chúng ở là biển, phía trước cách nhà chúng chừng 20 mét là rừng rậm. Khi chúng bỏ chạy, tiểu đoàn tràn vào phá hết những vật dụng cần thiết, số gạo, tiểu đoàn tận thu, thứ là không cho chúng lương thực lại, cung cấp quân lương cho ta. Hơn 3 giờ chiều, tiểu đoàn rút quân, khi rút được một km gặp bọn chúng đánh trả kinh nghiệm chiến trường cho thấy nếu ta đuổi theo súng sẽ bị vấp mìn hơn nữa trong rừng núi bọn chúng quen thuộc không cẩn thận sẽ mắc phải bẫy của chúng tiểu đoàn một cho một đại đội vừa bắn chặn cầm cự vừa rút các đại đội khác lặng lẽ lui binh bọn này theo ta gần ra đường lộ chính mới thôi khi đến lộ chính đã thấy bốn xe tăng của đại đội thiết giáp cùng sáu chiếc xe gmc đang chờ đưa chúng tôi về phải chờ 20 phút sau, tiểu đoàn mới tập kết đầy đủ. Lúc này trời đã nhá nhem tối, tất cả lên xe về căn cứ. Đội hình bố trí khi rút, hai xe tăng đi trước, hai xe tăng đi sau, xe chở lính đi giữa. Mỗi xe tăng bảo vệ một bên, nơi nào nghi ngờ có địch, cứ thế mà xả đạn. Đầu tháng 12 năm 1980, toàn bộ sư đoàn được bổ sung quân. Sư đoàn phân về cho đại đội tôi gần 30 đồng chí. Trung đội tôi được 8 chiến sĩ, con số trung đội lên 19, bổ sung không nhiều nhưng cũng thấy ấm lưng. 8 tân binh đủ ở các miền quê nam bộ, người thì bến tre, người an giang, người đồng tháp. Tới đây, tất cả quý nhau hơn anh em một nhà, thêm một tay súng, thêm niềm tin chiến đấu ở chiến trường. Các tân binh mới đã qua gần 3 tháng huấn luyện nhưng chưa trải qua chiến đấu. Những ngày không đi truy quét, trung đội thay nhau hướng dẫn cách sử dụng tất cả các loại vũ khí học xong, chúng tôi cho bắn các loại đạn thật, đạn của bọn địch thu về sau mỗi lần đi truy quét, nên tập bắn vô tư, nhìn chung lính mới chỉ cần vài lần truy quét gặp địch là trở thành lính cũ ngay. Không học ở đâu nhanh bằng học ở chiến trường. Cuối tháng 11 và tháng 12 năm 1980, mặc dù ta tăng cường truy quét, lực lượng của chúng không giảm mà lại tăng lên do chúng được hậu thuẫn mọi mặt từ Trung Quốc và một số nước Chúng có điều kiện tập hợp lại những đơn vị tàn dã trước đây và tuyển mộ lính mới. Các trận đánh cấp đại đội trở lên liên tục diễn ra. Theo thông tin từ các anh cán bộ đại đội, bọn Pol Pot học theo chiến thuật của ta, đầu năm 1979, với ý đồ nhử ta vào sâu đất của chúng, rồi tìm cách chia cắt bao vây tiêu diệt ta. Nhưng không ngờ, gậy ông đập lưng ông, ta đồng loạt tấn công trên tất cả các hướng đánh thẳng vào đầu não của chúng là thủ đô nông Penh, làm cho chúng bị bất ngờ, trở tay không kịp. Buộc thầy trò Pol Pot phải bỏ của chạy lấy người, lên tàu hỏa rút về biên giới Campuchia Thái Lan, chính vì vậy mà chúng khôi phục lại lực lượng rất nhanh. Cũng phải công bằng mà nói rằng, tập đoàn lãnh đạo Pol Pot không phải là dạng vừa, không biết chúng tuyên truyền người dân và binh lính của chúng như thế nào mà một bộ phận lớn vẫn cuồng tín theo nó và không hiểu bằng cách nào chế độ tàn bạo đó vẫn được Liên Hợp Quốc binh vực và nâng đỡ. Cũng nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn, đại đội nói với nhau, lãnh đạo nhà nước ta rất sáng suốt. Nếu như cuối năm 1978, đầu năm 1980, ta đuổi chúng qua biên giới rồi lại rút quân về, thì cuộc chiến tranh biên giới giữa ta và tập đoàn Pol Pot không biết đến bao giờ mới kết thúc, vì đứng sau bọn Pol Pot là rất nhiều nước cùng nhúng tay vào. Cuối năm 1980, sư đoàn bộ chuyển về thị xã Cô Công, cách nơi ở cũ chừng 18 km. Thị xã Cô Công được bao quanh bởi sông suối, các bãi sình lầy, những cây số vẹt mọc um tùm. Đường vào thị xã có một con đường chính là lộ 48 ở hướng đông bắc từ ba phía tây, bắc và đông. Cách 4 đến 6 km là các dãy núi có độ cao khoảng 80 đến 200 m. Thị xã cách biên giới Thái Lan nơi gần nhất chừng 12 km. Đường biên giới chạy dọc theo các điểm cao. Nhìn chung, địa hình nơi đây hiểm trở, làm sơn chướng khí, rất khó khăn cho ta bài binh bố trận. Có thể nói, mỗi chúng tôi cũng xứng đáng anh hùng lắm chứ, cũng từng xông pha bao nhiêu trận chiến, dám chấp nhận vào sống ra chết bất cứ lúc nào khi đơn vị yêu cầu. Chịu bao gian khổ, khó khăn vẫn kiên gan bền trí, luôn sát cánh cùng đồng chí đồng đội để đánh đuổi quân giặc, đem lại yên bình, hạnh phúc cho mọi người dân lương thiện. Vậy đã đủ tiêu chuẩn anh hùng chưa Nhưng mà nhiều anh hùng quá cũng không xong Nhà nước lấy đâu ra nhiều huân huy chương Để khen thưởng Hơn nữa nhiều quá Thì giá trị sẽ giảm đi Cho nên trong đơn vị phải Bó đũa chọn lấy cột cờ đại diện là được rồi Phải không mọi người Ngày 25 tháng 1 năm 1983 Sư đoàn được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát Vẫn là trinh sát nắm tình hình địch Bảo vệ sư đoàn bộ phối kết hợp hoặc tăng cường cho các đơn vị khác khi cần thiết. Hết phần 11.